Hi Yilan, welcome to DC 2022. Này nắng lên đẹp á chứ hình gì ha. Hơi chilly. Oh, it's kai day kìa, có con ngựa đang bay kìa gì. Wow, cherry blossom. Không có gió không? Để trời lạnh lắm con. Dạ. Nhưng mà nắng lên tí là ngon ha. Rồi ăn trời mưa. Rồi nhiều kìa. Này con, đi chơi không? My hands are freezing. So I give took me a the picture. Phone back. No, my phone. Do the video for your mom. Yo, what the heck is that? Look at this. Whoa. Yeah. Wow. Do the video for mommy, and tell her this 2022 cherry blossoms. Hoa đào, hoa đào, đẹp quá. Tí nữa ra bờ sông đẹp cực kỳ. Đó, nó đang chơi đó nhờ. Có nhiều quá. Nó hôm qua nó nói hôm nay nắng mà cuối cùng nó không nắng. Nó đổi thời tiết rồi. Hôm qua nó báo hôm nay nắng á. Mày lạnh không? You have the video for mommy? Yeah. Ooh, so pretty.